Có ai ở đây không? Phục vụ đâu? Dạ em gửi anh. Ôi kìa, sao thế anh lại bỏ đi thế? Anh có làm gì đâu. Anh làm gì đấy? Anh tự trọng tốt đi. Chị không, chị chỉ nghi ngờ vậy thôi. Nhưng mà từ trước đến nay cái gì chị nghi ngờ thì tưởng không có sai được. Anh thôi đi, đừng có léo nhéo giải thích nữa. Chính Quyên là người đã phát hiện mối quan hệ của hai người từ trước, cho nên là mới cùng tôi làm một vở kịch để lật mặt hai người thôi. Còn anh ấy, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Còn không, nếu tôi gặp anh ở đâu, tôi đập anh ở đấy đấy. Ủa đâu rồi nhỏ? Cô ơi, bạn ơi, mình gọi đồ rồi. Trong sáng thì nó tanh chùa. Thôi, đi buồn mà. Nhưng mà có ai phục vụ đâu. Đi quán khác đi em, mời chị quán khác. Đi. Rồi, chán thế. Chị đã dặn em rồi, khi nào lên bảo chị ra đón cơ mà. Thôi, không cần đâu chị ạ. Em cũng sợ làm phiền chị đấy. Mà từ bến xe ra đây gần lắm chị ạ. Em bắt xe ôm là được rồi. Chị đi có mệt không? Ngồi chơi một lát, tí vào kia tắm rửa cho mát nhá. Dạ, em cũng không mệt đâu chị ạ. Trách nhiệm. Em đã nói rồi, chị lo cho cái thân của chị đi. Chị có biết việc đầu tiên mà em lên chức quản lý là gì không? Đó chính là đuổi việc chị đấy. Em nói cái gì cơ? Em nói anh họ em lên đây á? Em bị điên rồi. Hồng Anh nó là em họ của em chứ có ai xa lạ đâu mà anh thái độ như thế. Em họ à? Em họ bắn đại bác không tới à? Em bớt lo chuyện bao đồng đi. Mà có gì em phải đích thân ra lo cho nó như thế. Anh hay nhở? Bây giờ bố mẹ nó mất cả rồi. Nó ở dưới quê cổ sở, em thấy thương thì em mang lên thôi. Mà với cả là em chỉ giúp nó có công ăn việc làm tử tế. Có cái gì to tát đâu mà anh phải gồ lên đấy. Thôi ngay nhá, dừng ngay cái chuyện này lại. Anh về đây. Đừng bao giờ gọi điện nhờ anh giúp đỡ gì nó. Ra là anh bận ạ. Kìa. Em vào đi. Ngồi đi. Dạ. Chị đã dặn em rồi, khi nào lên bảo chị ra đón cơ mà. Thôi, không cần đâu chị ạ. Em cũng sợ làm phiền chị ấy. Mà từ bến xe ra đây gần lắm chị ạ. Em bắt xe ôm là được rồi. Đi có mệt không? Ngồi chơi một lát, tí vào kia tắm rửa cho mát nhá. Dạ, em cũng không mệt đâu chị ạ. Wow, nhà chị đẹp thế. Thế hai bác đâu rồi hả chị? À, chị đưa bố mẹ chị sang châu Âu du lịch rồi. Tuần sau mới về cơ. Thế ạ? Lần đầu lên thủ đô, em không biết mình có kiếm được việc gì không nữa chị ạ. Đừng có lo, ở nhà chị ấy, thì mọi người đều coi em là gia đình. Với cả là ở chơi một vài ngày, chị sẽ đưa em đến chỗ bạn chị làm việc nhé. Thật thế hả chị? Cảm ơn chị nhá, may quá. Em cứ sợ là em lên đây không có việc làm chị ạ. Em đừng có lo, chủ quán là bạn chị cho nên là không phải sợ cái gì đâu. Với cả là sau này mà làm việc ổn ấy, còn đây là quản lý nữa cơ mà. Thế ạ? Em cảm ơn chị. Nếu mà không có chị và hai bác, chắc là em... Đừng có nói như vậy, chị em đừng có khách sáo. Đi, vào đây ngồi đi. Đi ngồi đây này. Lâu lắm mới có dịp ngồi với nhau. Nhưng mà quán này đâu rồi nhở? Cô ơi, bạn ơi mình gọi đồ ơi. Quán giáo thì vắng như cái chùa ấy. Thôi chị em mình đi quán khác đi. Vắng lắm. Ngồi mà. Nhưng mà làm gì có ai phục vụ mình đâu, mình ngồi đây ngồi quýt mình có nước à? Đi em tham chị quán khác nhá. Đi. Rồi ngồi. Đi. Hồng Anh. Sao, có chuyện gì? Em làm cái gì mà khách vào không đón khách thế? Em đang nghe nhạc, không để ý đến khách. Em nói chuyện buồn cười nhỉ? Em đi làm ý, em phải có trách nhiệm với công việc của mình chứ. Em có biết là doanh số tháng này của cửa hàng mình giảm rất nhiều không? Ôi giời ơi, một người nhân viên quen như chị mà cũng phải đặt nói chuyện đến doanh số. Em là nhân viên, em làm công ăn lương của quán thì em phải quan tâm đến doanh số của quán chứ. Nếu bây giờ doanh số của quán giảm ý, thì lấy đâu ra tiền trả lương cho nhân viên? Em cũng nói chị biết luôn nha, bạn của em là chủ quán này, thế nên trước sau gì ấy, em cũng lên chức quản lý mà thôi. Đừng có lo nghĩ cho việc của em nhiều quá, đừng nghĩ cho bản thân mình đi, ok? Nếu em có lên chức quản lý thì em cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình. Trách nhiệm, em đã nói rồi, chị lo cho cái thân của chị đi. Chị có biết việc đầu tiên mà em lên chức quản lý là gì không? Đó chính là đuổi việc chị đấy. Chị có chuyện gì đấy? Thôi nói với em đi, biết đâu em lại giúp được thì sao? Chị đang nghi là anh Thịnh có người khác. Cái gì? Anh Thịnh có người khác? Nhưng mà chị có bằng chứng không? Chị không, chị chỉ nghi ngờ vậy thôi. Nhưng mà từ trước đến nay, cái gì chị nghi ngờ thì tưởng không có sai được. Thế thì em biết ai rồi đấy. Cái gì? Em biết á? Ừ. Có ai ở đây không? Phục vụ đâu? Dạ em gửi anh. Ôi kìa, sao thế anh lại bỏ đi thế? Anh có làm gì đâu. Anh làm gì đấy? Anh tự trọng chút đi. Tự trọng gì mà tự trọng? Sao nay em nghiêm túc thế nhỉ? Anh làm cái gì thế nhỉ? Anh bỏ tôi ra, tôi kêu lên bây giờ. Kêu đi, ôi trời. Bỏ tay ra. Này! Anh thì không ngờ là anh có người khác bên ngoài như vậy á. Sao em lại ở đây? Cô kìa, cô biết đây là bạn trai của tôi không? Sao cô dám không có bạn trai tôi à? Chị ơi, chuyện không phải như chị nghĩ đâu ạ. Chuyện không phải á? Hiểu lầm á? Chính mắt tôi nhìn thấy như này mà cô phải hiểu lầm à? Đúng là bộ mặt của thiên thần giả dối. Chị Hương, chị bảo bạn chị đuổi cô ta đi. Được. Từ ngày mai cô không cần phải đến làm nữa. Còn anh ấy, đừng tìm tôi nữa. Đi. Ơ kìa, Hương, nghe anh giải thích ra rồi. Ủa. Giời, trắng hay nhẹ. Anh diễn sâu thật đấy. Suýt chút nữa em đã tin là mọi thứ là thật rồi. Thì em bảo làm như thế nào thì anh làm như thế mà sao lại phải diễn như thế? Tại vì em ghét con Quyên đấy. Nó xinh hơn em, đã thế mồm còn hay nói đạo lý. Ngứa cả mắt. Đúng là phụ nữ khó hiểu thật đấy. Gớ, đàn ông các anh thì chắc là dễ hiểu quá. Có người yêu vừa xinh đẹp vừa giàu có, thế mà vẫn tìm đến em làm gì? Thì ai bảo em xinh đâu, làm anh không kìm lòng được ấy. Dẻo mồm đấy, thật là bà Hương chết mê chết mệt anh. Ai chết với ai còn chưa biết đâu. Chị Hương, là anh Thịnh dụ dỗ em chứ em không có biết gì đâu chị ạ. Thôi em đừng diễn nữa, bỏ cái bộ mặt giả tạo này xuống đi, em lật mặt nhanh đấy. Này nhá, chuyện của tôi thì liên quan đến cô, đừng có mà xem vào. Thế thì cô lại không biết tôi là ai này, để tôi giới thiệu cho cô biết nhá. Tôi ấy là chủ cái quán nước ý, mà suốt ngày cô đòi làm quản lý đấy. Chắc là chuyện này không phải là thật chứ? Cô lừa tôi đúng không? Chỉ có hạng người như cô bị lừa người khác thôi, chứ không ai rảnh đi lừa đâu. Quyên, đúng là bạn của tôi thật. Nhưng mà thực sự tôi không ngờ cô ấy lại hàng người cháu trở như vậy đấy. Ủa không, tôi kêu ngang cô như thế nào? Em đừng nghe người ngoài nói em ơi. Anh thôi đi, đừng có leo nhéo giải thích nữa. Chính Quyên là người đã phát hiện mối quan hệ của hai người từ trước, cho nên là mới cùng tôi làm một vở kịch để lật mặt hai người thôi. Còn anh ấy, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Còn không, nếu tôi gặp anh ở đâu, tôi đập anh ở đấy đấy. Cô nữa, đồ đạc rách nát của cô, tôi đã ném vào túi ni lông, vứt ra khỏi cửa rồi. Đi về cầm lấy và cút khỏi nhà tôi. Điều. Chị Hương!